Còn đối với Roxy Việt Nam, đó là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Trong tuần qua đã có rất nhiều bạn đã liên lạc với chúng tôi để hỏi đáp thắc mắc về những sản phẩm của Roxy Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi đã nhận được rất nhiều những feedback của từ những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Roxy Việt Nam. Đây quả thật là niềm vui không có gì sánh nổi đối với những người làm trong ngành thiết bị bếp công nghiệp như chúng tôi. Và lần này cũng không ngoại lệ, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá thiết bị này nhé. Bánh mì là món ăn quen thuộc của người Việt Nam cũng như cư dân của các nước. Việc ăn sáng bánh mì cũng là một thói quen của người dân. Ngoài ra cũng có rất nhiều món ăn sáng khác nhau, nhưng mọi người đều vẫn thích ăn bánh mì vì sự tiện dụng của nó. Vì vậy, việc sử dụng hay là sản xuất ra một chiếc bánh mì cũng phải đáp ứng được yếu tố ngon nhưng mà lại rẻ. Sau khi nhào bột, cần phải trải qua quá trình ủ bột cho bánh nở đều và thật sốt. Chiếc tủ ủ bột bánh mì là một thiết bị không thể thiếu cho quá trình này. Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc máy ủ bột công nghiệp cao cấp Soundstar có mã số FX2B. Sản phẩm có kích thước theo chiều dài rộng cao là 1020x750x1620mm, số lượng khay là 22 khay, kích thước khay là 400x600mm, công suất là 2,8 kW, sử dụng nguồn điện 220V, tần số 50Hz, trọng lượng là 72kg. Bằng cái nhìn trực quan thì chúng ta có thể thấy chiếc máy được thiết kế với kiểu dáng rất là hiện đại, đường nét sắc cạnh, đẹp mắt. Vỏ ngoài của chiếc máy được làm bằng inox 304 chống rỉ, sáng bóng và dễ dàng vệ sinh. Cánh tủ ngoài được làm bằng inox 304 siêu bền, có lớp kính cường lực chịu nhiệt dễ dàng quan sát bên trong. Bao quanh bốn cánh cửa được thiết kế gioăng cao su bao quanh, giúp cho quá trình ủ nhiệt độ bên trong không thoát ra ngoài. Như vậy sẽ giúp cho quá trình ủ bột của chúng ta hấp thụ được ít năng lượng hơn, tiết kiệm chi phí điện. Quy trình sản xuất bánh ngọt, bánh mì phải qua rất là nhiều công đoạn. Mỗi một công đoạn đều phải góp phần làm lên những chiếc bánh thơm ngon tuyệt vời. Để có những được chiếc bánh như ý, bột cần phải được ủ, kích nở sao cho bánh thật là bông xốp và thơm mát. Với các cách ủ thông thường, bột mì khó có thể nở đẹp đúng tiêu chuẩn, đôi khi lại quá non hoặc là quá già, làm những chiếc bánh không thật sự được như mong đợi. Chiếc tủ ủ bột giúp bạn chủ động hơn, ủ liên tục các mẻ, năng suất cao, không phụ thuộc vào thời tiết. Trung bình ủ bột khoảng 2 giờ là đạt yêu cầu. Trường hợp cần gấp, bạn có thể điều chỉnh lượng men nhiều hơn và nhiệt độ ủ nhanh trong khoảng 1 giờ. Trong khi đó, mà cách ủ bột truyền thống thì phải mất vài tiếng hoặc là đến nửa ngày. Còn đây là bên trong của chiếc tủ ủ bột. Các thanh đỡ khay được làm bằng inox chống rỉ, giúp dễ dàng vệ sinh và đảm bảo an toàn vệ sinh. Tủ gồm 22 khay, được thiết kế bằng inox không rỉ. Tiếp theo đây là hệ thống điều khiển của máy, gồm hệ thống đèn báo, các núm điều chỉnh nhiệt độ, thời gian giúp chúng ta có thể dễ dàng tăng giảm nhiệt độ và thời gian sao cho phù hợp với lại từng loại bánh của chúng mình. Chân tủ thì được thiết kế các bánh xe giúp chúng ta dễ dàng di chuyển. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại toàn cảnh chiếc tủ ủ bột Soundstar có mã số FX22B. Nếu bạn đang cần tư vấn hay là mong muốn sở hữu cho mình một chiếc tủ ủ bột Soundstar thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé.
hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác cũng như của Tình Kiệt đóng góp, xin mời các bạn hãy comment phía dưới để chúng tôi có thể liên lạc với các bạn nhé. Để sở hữu sản phẩm tiện lợi này, bạn có thể liên lạc với Rosie Việt Nam qua hotline 0912 863 364 hoặc truy cập website rosie.vietnam để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Đặc biệt là hãy theo dõi và đăng